Video này Đỗ Sinh chia sẻ từ tác phẩm Lục Vừng. Đây là những cây đề trắng. Cây sục. Trà Phúc Kiến. Đứng trước tác phẩm này, quả thực là tôi cũng không biết nó là cây gì, vì nhìn không thấy có ai là chủ vườn ở đây để hỏi. Không biết có phải cây đại không nữa. Trông rất kỳ lạ, vì không còn một cái lá nào. À mà tôi nghĩ ra rồi. Đây rất giống của tác phẩm Sắn Rừng mà tôi đã có lần chia sẻ, một tác phẩm Sắn Rừng của nhà ông Tinh ở Nam Thăng Long, xã Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Rất giống cây sắn rừng, bởi vì đây là những cái củ sắn rừng. Rất nhiều các loại chậu, các loại dây để uốn cây.
và đến đây tôi gặp một gốc khế mà có cái bệ rễ nó lại lũa, phần lũa nó nhiều như thế này. Và đến đây Đỗ Sinh vào gian hàng của nhà vườn Mai Đình Tiến và Mai Đình Dũng ở Hoắc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm chính của nhà vườn là những cây tùng La Hán. Anh ơi, có phải đôi tùng này là đối nhau không nhỉ? Đúng đối nhau à? Đúng rồi, từ thấy chậu cho đến bóng cây giống hệt nhau. Đây là cây khu vực thương mại thì với đôi tùng này thì anh báo giá là bao nhiêu để có thể giao dịch được anh? Chưa có luôn. Vâng, anh nói là chưa có giá. À, tôi nghĩ là anh kín đáo thôi, chứ còn giờ phút này đã bày cây ở đây mà không có giá thì làm sao mà bán được. Cũng đành phải chịu thôi. Đặc biệt đến đây tôi thấy các anh có một cây rất lạ, tôi hỏi thì anh nói là đây là cây lúc lắc, thân nó trắng và có cái đặc điểm đặc biệt như thế này. Đúng là hình bóng của một chú voi. Đây là cái vòi. À, và đến đây phóng sự Hương Sắc Đô Sinh chia sẻ với các bạn một tác phẩm Mai Chiếu Thủy. À, bác từ đâu ra đem cây ra khu Phúc Thọ này ạ? À, từ tỉnh An Giang. À, từ tỉnh An Giang ạ. Dạ. Vâng, cảm ơn bác nha, xa quá. Dạ. Vâng, các bác rất là nhiệt tình và với lòng đam mê của mình đã đem những cái tác phẩm bonsai rất đẹp ra để góp vui với khu vực thương mại của triển lãm sinh vật cảnh huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Thế với tác phẩm Mai Tứ Quý này thì Mai Chiếu Thủy này thì bác có thể giao dịch giá bao nhiêu bác? Dạ, 180. Bao nhiêu ạ? 180. À, 180 triệu ạ? Dạ. Vâng.
Cảm ơn bác, đây là một tác phẩm mai rất đặc sắc. Làm một tác phẩm như thế này có lâu thời gian chưa bác? Lâu lắm bác ơi, cây già lắm rồi bác ơi. Vâng. Thế cái thương hiệu của nhà vườn mình có tên là gì không ạ? Dạ. Có số điện thoại không ạ? Không đi rồi, không bác cho em cái thẻ. Dạ không có. Không có à? Dạ. Thế nếu mà người ta muốn giao dịch thì gọi cho ai và số nào? Bà đi rồi. À bà đi rồi, dạ, bà chủ đi rồi. Chủ đi rồi. Vâng. Ôi, em cảm ơn bác nhé. Dạ. Nhưng bác tên gì nhỉ? Tên Bảy. Bác tên là Bảy ạ? Dạ. Bác Bảy từ An Giang chuyển cây ra đây để bày ở khu vực thương mại. Cái video này sẽ là cái ảnh của bác đứng cạnh cây mai chiếu thủy. Và em sẽ đề là những cây cảnh từ An Giang ra thương mại tại Phúc Thọ. Bác ạ. Vì em làm cái chương trình phóng sự hương sắc đô sinh. Vâng. Em cảm ơn bác đã chia sẻ. Và chúng tôi cũng xin dừng video tại tác phẩm mẫu đơn như thế này.